Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng đánh giá kết quả nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh duy trì tốt các hoạt động và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là công tác tham mưu tổ chức các cuộc thi và hội thi mang lại hiệu quả tích cực, khuyến khích nhiều tập thể cá nhân tham gia. Hoạt động thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tích cực tham mưu xây dựng cơ chế chính sách mới nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia tư vấn, phản biện và giám định đường lối chính sách, đề tài dự án lớn của tỉnh. Hội nghị cũng đã kiện toàn bổ sung các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, kết nạp thêm thành viên mới, đồng thời thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.